sống lời Chúa. Thứ bảy tuần 18 thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 17 câu 14 đến 20. Bài tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho đứa bé bị kinh phong mà người cha đến khẩn xin. Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được. Hình ảnh người cha quỳ trước mặt Chúa Giêsu cho thấy lòng tin của ông mạnh mẽ và thái độ rất khiêm tốn. Chúng ta được mời gọi đến với Chúa Giêsu với một con tim rộng mở, khiêm tốn và vững tin. Chúa Giêsu hiểu rằng người cha đã đến với các môn đệ và họ không thể chữa cho đứa bé. Kết thúc bài tin mừng là lý do không thể chữa được là vì họ kém lòng tin. Tại anh em kém lòng tin, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Các môn đệ có một đức tin để hiểu và để đồng ý, nhưng không đủ để phó thác vào Chúa Giêsu. Sứ điệp lời Chúa hôm nay dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta về sức mạnh của một đức tin hoàn toàn phó thác và sức mạnh của lời Chúa. Lời Chúa có sức chữa lành và biến đổi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết phó thác cuộc đời mình cho Chúa, khiêm tốn chạy đến với Ngài, xin Ngài đồng hành và dẫn chúng ta đến niềm vui, ơn cứu.